có người là fan của nồi dẻ, để lại comment cực gắt luôn. Con nhỏ là con mèo biết đi chơi, một con mèo rất là đặc biệt. Chưa chắc gì ở Gạch Giá con có con mèo ta nào mà chịu ngồi ghế đi chơi giống con dẻ, mà con sen nở nào á cho nhẻ ở trần ở chuồng đó, đi chơi mà không có quần áo gì trên người hết trơn á. Nè bây giờ vừa lòng chưa? Cái nón màu đỏ, cái áo màu hồng, mà hình như màu đỏ màu hồng chỏi với nhau hả? Hồi xưa có người quen nói tôi với màu đỏ màu hồng mà chụp hình chung xấu quắc thấy ghê à. Có không? Tôi thấy đỏ với hồng đâu có đến nỗi nào chỏi nhau đúng không? Có cái gì đổi cái đó. Cái áo này hồi đó mua cho con Thị Ngầu, cái nón mua cho con Khế, mà Khế không chịu đổi cái nón kết. Giờ vẽ được hưởng hết. Vừa lòng mọi người chưa? Tại vì á, khi mà tôi bận đồ cho nó rồi tôi dắt nó vô quán gây sự chú ý quá, người ta nhìn ta hỏi con mèo này mua nhiêu tiền, rồi con mèo này mèo tây giống gì, không có ai nghĩ mèo ta hết trơn á. Khi mà tôi không bận đồ cho nó thì người ta lại không hỏi. Kiểu như có bận đồ thấy đẹp là người ta sẽ chú ý người ta hỏi, còn không bận đồ thì người ta biết rồi, cái đây con mèo bình thường. Tại vì mình đi quán mình cũng không có muốn người ta chú ý nhiều quá, cho nó thoải mái không, nó đi ăn đi uống đi chơi nói chuyện mấy đứa nhỏ cho nó vui vẻ. Chứ bận đồ vô thì mặc dù con dẻ nó đẹp thiệt sang thiệt, nhưng mà kênh ngoắc ngoắc cái đuôi đó muốn ra ngoài, không có dám ra với mày đâu. Xài ở đó đó đó, giữ là ở nhà. Vậy coi cái style bữa nay sao, cho ý kiến. Màu hồng rồi chính giữa là hình con thỏ, có cái váy. Em mày chửi con đốm nghe, cho chửi tao nghe mày. Với lại đổi cái nón này lần đầu nó hơi quạo rồi con, nhưng mà không có chặt nha, vừa phải nha. Sao vậy, đi chơi mà quạo vậy? À chờ cho tới không cần đeo nón đúng không? Xì tay này định không biết trai hay gái nữa, ở trên trai dưới gái đi, rồi cái màu dầm là biết lưỡng tính rồi. Vừa lòng mọi người chưa? Với lại những cái ngày trời nắng nóng bận đồ vô cho nó hầm lắm, bữa nay trời tối mới chịu bận đồ đó. Nay đâu chơi không biết luôn, thì cứ chạy ra ngoài rồi coi cái quán nào hạp nhãn với yên tĩnh không có đông người. Gửi mà nó có đi vệ sinh á thì mình lén lén rồi kêu phương con dân che lại không cho ai thấy, mà cho nó đi một cách nhẹ nhàng. Chứ người khác mà vô quán nhìn thấy cảnh đó cũng bất ổn đúng không? Đâu phải kiếm chỗ nào vắng vắng và không có nhiều người chú ý. Chứ mọi người tưởng tượng bận bộ đồ thiệt là đẹp, cái tự nhiên nó mắc vệ sinh ha, nó quạo quạo các cái gây sự chú ý, người ta dòm nó đi ị này nọ kỳ lắm. Như tôi sợ con này nó nổi, mặc dù nó nổi bật thì đúng là dễ thương hơn thiệt, chung cũng khó nói. Chứ sao cho vừa lòng. Ai giờ chưa vậy mở cái nón ra cho thoải mái nha. Có hai cái lỗ để chữa lỗ tai lên nè, mà cái thúi không có khoái đổi nón này. Sao qua coi, tháo nón ra là vui lại. Mà đổi lên sập chai cái lỗ tai là quạo liền. tháo. Ôi con này nó như con người, nó quạo ra mặt á, chứ không phải nó chầm dầm không. Gặp những con mèo mà bị đeo cái này cái kia là nó chấp nhận, nó cam chịu. À như con Khế á là chầm dầm không dám gì nha. Con này không ưa cái gì lên tiếng liền, hay là ẩm đi đâu mà gần cái ao cá chép không ưa hả, giải quyết cái đứa ẩm liền đó. Đầu tiên là la kêu vài tiếng mà mày không ẩm tao đi chỗ khác là tao quýnh mày đó. Thánh ngồi ghế là phải như vậy. Chà có nhiều người tăng bóc dẻ quá ha, nó dẻ là con mèo đặc biệt nhất Việt Nam. Ê chưa hẳn nha, cái gì có hả nói, không có nói coi chừng mấy cái đứa mà anti fan qua. Con này tính ra thì trước mắt là tôi cũng không có đi nhiều Gạch Giá, chỉ biết chỗ nào đi chỗ đó thôi. Trước mắt là tôi chỉ thấy nó là mèo ta, mà nó chịu ngồi ghế rất là lâu, mà chịu đi chơi với chủ đó. Chủ ngồi bao lâu là ngồi bấy lâu, nhưng đi với điều kiện chủ phải ngồi yên ở đó nha. Chứ chủ mà đi vệ sinh hay đi hơi xa xa là nó sẽ phóng xuống kiếm. Hoặc là tôi đi vệ sinh thì phải có con dân phương ngồi kế bên nó, mà nó mới không phóng, mới chịu ngồi chơi. Thì trước mắt không gà tôi đi, tôi chưa thấy con mèo ta nào mà chịu đi cà phê chậm quán. Mèo tây cũng chưa thấy luôn, nhưng mà nghe đồn mèo tây là có, còn mèo ta thì hiếm lắm. Tại vì đa số những con mèo ta nó rất là lanh lẹ và nó nhạy, nó sợ con người nữa, như là di truyền đó. Tại mèo ta hay bị xua đuổi á. Con quỷ này là mặt nó hơi bị dày, chứ cái gì anh không thích là anh làm liền. Cái ghế tao đang ngồi mà đứa nào mà gác chân lên rồi nó đe dọa, mà nhắm đe dọa không được thì chịu luôn. Thôi không dám làm quá, nếu làm quá là mày sẽ bị đuổi xuống ghế đúng không? Sao cái lỗ mũi này đen đen vậy? Rồi đi hỏi xuống quán chùi mặt cho nghe. Mà thôi đi cái quán không có ai thấy mặt mày đâu mà chùi. Rồi à, đi đâu tôi sẽ up lên cho mọi người xem nha. Hôm nay mặc cái style này vừa lòng fan của dẻ chưa? Mặc dầu là đồ cũ, đồ second hand, nhưng mà vẫn rất là đẹp. Cục mỡ hơi hơi bị tràn ở chút xíu, cần phải tập thể dục thêm.
Giờ cục mở coi. À. mày giữ là tao cho mày. Giữ là cho mày ở nhà nghe chưa? Biết đi chơi cho nên mới hiền đó. Ở nhà mà thử đem nó về cho nên nó quào nó cạp không cho biết. Hả? Hả mày? Thôi đợi anh dẫn Dương Phương qua chọc nó hoài. Thôi thôi thắp nón ra cho mày mệt quá. Rồi. Con mày, mày khùng. Mày bớt khùng lại nghe. Lớn rồi. Vậy muốn uống nước hả? Hả? Học cái mở vô. Nhớ mày xuống quán mày thọc nguyên cái đầu vô cái ly người ta mà. Mày chừng từ từ biết hút ống hút của người ta luôn đó.